Rồi, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại ở kênh Minh Hoàng City nha. Thì hôm nay lại là một cái video offline, em ngồi nhà em chia sẻ với quý vị các bạn. Ngày hôm qua đi ra ngoài đường, quay lại cái tình hình đường phố ở Biên Hòa để chia sẻ với quý vị các bạn. Do là một tuần trời rồi ở trong nhà buồn quá, cho nên hôm qua phải ra ngoài quay video chia sẻ với quý vị xem cho đỡ buồn. Thì mới đi được có một ngày à, đang tính là xem tình hình nó sao, nếu mà ok thì hôm nay lại tiếp tục đi tiếp quay cho quý vị coi. Nhưng mà đến ngày hôm qua buổi chiều á, thì nhận được cái thông báo của tỉnh Đồng Nai, thông báo là tất cả những cái tụ điểm và những cái nơi mà kinh doanh, ví dụ như là quán xá, cà phê, quán nước, rồi dịch vụ karaoke đồ này kia, đóng cửa hết. Nói chung là những cái nơi mà tụ tập đông người ấy, phải đóng cửa hết quý vị. À, tiệm cắt tóc, uốn tóc thì dẹp hết luôn đó. Rồi cộng với cái việc là mọi người nói chính quyền người ta nói là mọi người nên là hạn chế ra ngoài đường, đừng có ra ngoài đường, hạn chế ở nhà là tốt nhất, có việc cần lắm mới ra ngoài thôi, còn không thôi đừng ra ngoài. Thế cho nên là hôm nay lại ngồi ở nhà tiếp quý vị để xem, tiếp tục chờ đợi xem cái tình hình như thế nào. Nếu như mà ok thì để em lại tiếp tục em ra ngoài đường em quay cho quý vị coi. Thì đến buổi chiều đấy thì lại nhận được một cái thông báo nữa rất là buồn quý vị, đó là ở tòa giám mục Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đưa ra một cái quyết định, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay ha, bắt đầu từ ngày hôm nay sau 22 giờ, sau 22 giờ nghĩa là 10 giờ đêm đấy trở đi thì sẽ không còn bất cứ một thánh lễ hoặc là bất cứ một cái giờ sinh hoạt hoặc là chầu mục vụ nào đó mà tập thể được mở ra nữa. Tất cả sẽ dừng lại hết quý vị. Ha, có nghĩa là bình thường thì mọi ngày ấy, là buổi sáng thì có lễ sáng thì tùy nhà thờ, có nhà thờ thì 4 giờ lễ, có nhà thờ thì 5 giờ lễ, có nhà thờ thì 4 giờ rưỡi lễ, ví dụ là vậy. Rồi buổi chiều thì ví dụ như là nhà thờ thì 5 giờ, nhà thờ thì 6 giờ, nhưng mà thường thường là 6 giờ chiều. Rồi quý vị cũng biết là nếu như quý vị mà là những người mà theo đạo Công giáo á, thì quý vị biết là đến ngày hôm nay nó đã là tuần thứ tư rồi, sắp sửa hết tuần thứ tư mùa chay, chuẩn bị sang tuần thứ năm mùa chay, và hết tuần thứ năm mùa chay thì chúng ta sẽ bước vào tuần thánh của mùa phục sinh. Đấy thì bây giờ các hoạt động đều bị dừng lại hết quý vị nha, sẽ không còn bất cứ một thánh lễ nào nữa, không còn bất cứ một thánh lễ nào nữa. Và buổi sáng ngày hôm nay em có đi tham dự thánh lễ. Ngày hôm nay là thứ sáu, thứ sáu hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2020, thì sáng ngày hôm nay có đi dự thánh lễ, coi như là cái thánh lễ này gần như là cái thánh lễ cuối cùng quý vị, gần như là thánh lễ cuối cùng. Thì cha sở có nói là chiều nay sẽ còn một thánh lễ nữa, chiều nay sẽ còn một thánh lễ nữa để dâng cho cộng đoàn cũng như là giải tội cho cộng đoàn luôn. Và tiện thể đây thì em cũng chia sẻ quý vị là Đức Cha, có nghĩa là Đức Giám Mục của giáo phận đấy, đã ra quyết định cho các cha sở, các linh mục, các giáo xứ ban bí tích giải tội cho cộng đoàn theo cái kiểu là tập thể. Thì quý vị biết là trước giờ nếu mà xưng tội thì mọi người sẽ phải vào trong tòa giải tội, mọi người xưng tội. Nhưng mà bây giờ thì Đức Cha cho phép các linh mục giải tội theo kiểu là tập thể luôn, để tránh cái tình trạng mà tụ tập đông mà kéo dài thời gian quý vị. Thì giải tội tập thể thì rất là nhanh quý vị biết đó, chỉ trong vòng tầm khoảng 10 phút 15 phút là xong thôi, rất là nhanh và giải tán hết, không còn gì hết. Thì đúng lý ra đấy, cái lệnh này ban ra là đáng lẽ là còn khoảng một tuần nữa, có nghĩa là sát cái tuần thánh ấy, sát tuần thánh thì cha sẽ làm bí tích giải tội theo cái kiểu là tập thể để làm cho nó nhanh. Nhưng mà bây giờ là cái lệnh ban ra là dừng tất cả những cái thánh lễ ha, tất cả những thánh lễ, cho nên là cha đã ban bí tích giải tội hồi sáng nay. Thì sáng nay em đi lễ và nhận bí tích giải tội tập thể.
Và chiều nay sẽ còn một thánh lễ nữa, chiều nay sẽ còn thánh lễ và tiếp tục ban bí tích giải tội tập thể cho một lần nữa, và sẽ không còn bất cứ một thánh lễ nào nữa quý vị nhé, không còn bất cứ một thánh lễ hoặc là giờ chầu hay giờ sinh hoạt hoặc là những cái giờ nguyện của các hội dòng này kia, không còn bất cứ một cái buổi nào nữa quý vị nhé, cho đến khi nhận được cái lệnh mới từ chính quyền và của tổng giám mục đó. Thì nói chung là bây giờ khá là buồn quý vị, thực sự là rất là buồn luôn, bởi vì là một người theo đạo Công giáo từ nhỏ đến giờ, là một người đạo gốc từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ mà phải thấy cái cảnh này quý vị. Làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ phải thấy cái cảnh là phải bỏ tất cả các thánh lễ và không đến nhà thờ. Đây thực sự là một cái tin mà cực kỳ buồn và cực kỳ đau lòng quý vị. Tại vì ngày hôm qua buổi sáng ngày hôm qua đấy, thì em có xem tin tức và cũng có xem một vài cái video của các anh chị chia sẻ trên YouTube ấy, thì có thấy là ở trên Sài Gòn người ta đã ban ra cái lệnh là đóng cửa tất cả nhà thờ và không có còn bất cứ một thánh lễ nào nữa. Thì đã là buồn lắm rồi, bởi vì ở chỗ người ta mà không được như vậy là mình đã buồn lắm rồi, cho đến bây giờ lại đến chỗ của mình nữa, thực sự quý vị là rất là buồn luôn, không biết là phải làm sao trong những lúc mà gian nan khốn khổ như thế này thì lại không được đến tham dự thánh lễ để mà cùng nhau cầu nguyện và được rước bí tích thánh thể vào trong người, thì thực sự là rất là buồn quý vị. Các cha có thông báo là mặc dù là không còn những thánh lễ nhưng mà nhà thờ vẫn sẽ mở cửa quý vị nhé, vẫn sẽ mở cửa vào những cái khung giờ nhất định để cho mọi người nếu như mà có nhu cầu có thể đến viếng nhà thờ và cầu nguyện riêng, nhưng không được tụ tập quá 20 người quý vị nhé, không được tụ tập quá 20 người. Nói chung là ai muốn đến viếng cũng được nhưng mà ít người thôi. Ví dụ như thấy đông người thì chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ vào những cái giờ khác để ít người thôi, càng ít người càng tốt. Và cũng phải tuân thủ những cái quy tắc mà phòng chống bệnh quý vị nhá. Và trong cái giai đoạn này có một cái điều nữa rất là buồn và chán luôn, đó là khi mà có một số người người ta có nhu cầu đám cưới đám hỏi quý vị. Thật sự đám cưới đám hỏi vào cái giai đoạn này rất là chán luôn, tại vì nhiều người không phải là người ta cố tình người ta làm những cái việc này, nhưng mà có nghĩa là người ta đã kế hoạch trước đó rồi, và khi bây giờ nó lại mắc phải vào ngay cái giai đoạn này, cho nên là không thể nào mà thay đổi được. Thiệp mời đồ này kia đã đi phát ra hết rồi, bây giờ mắc phải cái này nữa cực kỳ chán. Rồi gặp gia đình đám tang nữa quý vị. Đám cưới rồi đã chán rồi lại gặp đám tang nữa. Đám tang là một cái mà cực kỳ đau buồn, mà không thể nào tổ chức được như xưa, mà chỉ làm đơn giản thôi quý vị. Có nghĩa là các cha nói là bây giờ cho dù đám cưới hay đám tang như vậy, chỉ làm sao mà khoảng 20 người trở xuống thôi, không được hơn. Gia đình sắp xếp làm sao sắp xếp, chỉ được 20 người trở xuống thôi, để mà lo cái chuyện đám tang đám cưới đó cho nó được phù hợp, chứ nếu mà đông quá thì rất là nguy hiểm quý vị. Đấy thì bây giờ chỉ mong sao là mọi người cố gắng chung tay để đẩy lùi cái dịch bệnh này thôi. Nhưng mà theo như em thì mọi người cũng cố gắng nha, chúng ta đừng có di chuyển nhiều, ở đâu có ở yên đó. Bây giờ người ta phát động phong trào là ở đâu thì ở yên đó là tốt nhất, em nghĩ cũng đúng, tại vì khi mà chúng ta di chuyển như vậy nhiều khi xui thì chúng ta dính của người khác, còn không thì chính chúng ta là người lây cho người khác. Nó rất là nhiều cái điều nó khó nói vô tận cùng quý vị. Và trong cái thời gian trước đó nữa, khi mà chưa có ban cái lệnh ra là không có dừng tất cả thánh lễ đó, thì khi mà rước lễ thì quý vị biết là chúng ta có hai hình thức rước lễ, một là rước lễ bằng tay, hai là rước lễ bằng miệng. Thì rước lễ bằng miệng á, thì các cha sợ là khi rước lễ thì mọi người đưa cái lưỡi ra đó thì sẽ bị văng nước bọt rồi hơi thở, nói chung là những cái đó nó sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng mà theo như em nghĩ khi mà rước lễ bằng tay như này cũng vẫn nhiễm bệnh, mà em nghĩ nhiễm bệnh còn ác hơn nữa.
Thứ nhất là cái người thừa tác viên người ta cho rước lễ, cái tay người ta phải chắc chắn là phải sạch là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái người mà lên rước lễ đó, không biết là tay người ta có sạch hay không. Đó, đặt cái bánh lên tay rồi, lấy cái tay này bốc bỏ vào miệng. Thì khi mà cái tay này mà dơ bốc bỏ vào miệng là chết ngắt rồi, cái đó là chết ngắt luôn. Cái lý do làm sao mà dơ, dơ ở đây không nói là tay bẩn thỉu đen thui hay gì hết, mà có thể là ví dụ như ở nhà thì sạch sẽ đó, ở nhà đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nhưng mà có thể là khi mà chúng ta lên nhà thờ, chúng ta đi cái tay này chúng ta chạm vào cửa rồi chạm vào bàn ghế này kia, những cái chỗ đó có thể là những người bệnh người ta đã đi ngang qua, người ta đụng lên rồi, người ta đụng vô, người ta xui, chúng ta dính trưởng đó. Thì theo như em nghĩ cái mặt nào cũng nguy hiểm hết, cho nên cái chuyện mà Đức Giám Mục cho dừng lại tất cả các thánh lễ nói chung là rất là buồn và đau lòng vô cùng quý vị. Nhưng mà theo như em nghĩ thì nó cũng là một cái rất là lợi cho mọi người đấy, bởi vì đi lễ mà không rước lễ thì nói chung là đi lễ cũng không được trọn vẹn, mà rước lễ thì em chắc chắn là cái điều mà rước lễ bằng tay làm cái mà dễ lây bệnh nhất luôn đấy. Đấy, cái này dừng lại là cũng đúng quý vị. Thì đây là một cái quyết định khá là bất ngờ cũng như là rất là buồn dành cho những người đạo Công giáo quý vị, cũng như là nói chung là tất cả các tôn giáo khác cũng vậy thôi, đều phải ngưng lại tất cả các lễ hội cũng như là giờ cầu nguyện chung như thế này kia để tránh cái tình trạng dịch bệnh quý vị. Thì hy vọng rằng cái giai đoạn này sẽ nhanh chóng qua đi để cho mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường quý vị. Nói chung là em cũng khá là chán. Ngày hôm qua mới đi vòng 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 quay được một video chia sẻ quý vị xong, đang tính hôm nay đi tiếp thì nghe cái chuyện này nó quá là chán luôn, nó làm cho tinh thần mình nó suy sụp vô cùng. Không biết là cái này nó còn hoành hành đến bao giờ và nó còn tệ hại đến mức độ nào nữa. Quá là chán luôn quý vị. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho nhau để cái giai đoạn này nó sớm qua đi, chúng ta có cuộc sống an bình trở lại quý vị nhé. Thì hôm nay đúng lý là em làm cái buổi livestream để em ngồi tâm sự quý vị cho được lâu, nhưng mà cái hệ thống nó có vấn đề cho nên là livestream không được. Thôi thì hẹn quý vị vào buổi sau, em sẽ cố gắng livestream lên để chúng ta tâm sự với nhau lâu hơn cho nó được dễ dàng. Thì nếu như mà tình hình nó xấu quá, chắc có lẽ là em lại phải tạm dừng ở nhà lại thôi, không thể đi được nữa. Và cũng cố gắng là ở nhà làm những cái video offline này để chia sẻ quý vị nha. Thôi thì cái video này em xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.